Như các bạn thấy trên top trending của nền tảng Roblox, đột nhiên xuất hiện một tựa game bắn súng tên là Revolt. Tại thời điểm bùm quay video này là ngày 15 tháng 8, đã thấy được 1.2 triệu lượt vote, 95% người hài lòng, 46.000 người chơi đồng thời, 240 triệu lượt visits. Đặc biệt nhất là nó chỉ mới được tạo vào ngày 5 tháng 26 năm 2024. Ngày 26 tháng 5 năm 2024 và update gần nhất của nó là ngày 8 tháng 13. Ngày 13 tháng 8 năm 2024, với biệt danh là bùm bú view, tôi không thể nào bỏ qua con game hot giống như vậy. Có cơ hội bú view thì tôi bắt buộc phải bú view các bạn ơi. Anh editor, nãy giờ em nói nó có hơi tâm thần quá không? Cái intro gì nó có hơi lỏ quá không? Tính ra là mày tự edit luôn đó. Xong rồi mày tự thu một cái đoạn âm thanh mày nói là tính ra mày tự edit. Xong mày cắt đoạn âm thanh đó mày đưa vô trong nội dung luôn. Nó, mày không có tâm thần. Ngoài bình thường dữ lắm. Cửa hàng Bình Bùm đang có mini event mới, chuyến bay quà tặng Anime Defenders, tấm phần thưởng lên đến 500.000 Redon và 30 Shadow đã evolve. Các bạn hãy cùng Bùm lên máy bay và khám phá. Kiểm tra phần dưới bình luận để biết thông tin chi tiết bạn nhé. Ok các bạn, đây là giao diện của con game này. Nhào vô chúng ta sẽ thấy được một cái bình cứu thương rồi đồ này kia các kiểu gì đấy. Special offer, thử nhấn nút kill, nút quy, nút gì đó, nút cung gì đó tùy các bạn đọc sao cũng được. Go. Gọi gì đây? Make budget à, 249 Robux. Trời ơi, nhào vô cái bắt đầu là để cái chỗ gọi là dễ thấy nhất. Làm gì để tiêu tiền trước. Nó có rất là nhiều cái thể loại để mà các bạn bắt đầu ha. Có starter budget, có súng emoji rồi này kia các kiểu, medic kit budget rồi exogen budget, đầy đủ tất cả các thứ. Nhưng mà các bạn biết cái chuyện gì không? Những cái này đó, cái giá Robux của nó không hề rẻ nha các bạn. Và các bạn cũng gọi là bỏ ra một cái số tiền lớn mà chưa có biết cái gì rồi bỏ số tiền lớn như vậy là cũng không có nên. Nhưng mà bạn nào mà chơi rồi đó mà muốn mua cái giá rẻ á thì biết cái chỗ nào nghe đúng không? Sau nghe mình lần coi. Nhưng mà trước tiên hôm nay chúng ta chơi chay đi. Chúng ta chơi chay coi nó có cái gì hay không đã. Đúng không? Phải thử vô chơi coi nó có cái trải nghiệm như thế nào. Hả? Rồi chú đó chúng ta mới ấy này kia các kiểu free reward. Đúng rồi, free reward cả em. À, để mà nhận được cái free reward này nha, chúng ta phải like cái game rồi sau đó chúng ta troll group. Rồi chúng ta sẽ claim được. Thôi, ok. Nếu mà muốn như vậy thì mất cũng không quá nhiều thời gian. Cho nên là chúng ta cờ lem nhẹ cái này ha. Để mình ra ngoài mình làm nhẹ nó cái coi làm sao nè. Ok, đưa anh vô phay vô địch luôn. Game hay quá anh ơi, chưa chơi nhưng mà thấy game quá trời hay. Phay vô địch liền. Thôi ô game hay dễ dè dè luôn. Ôi ô chưa chơi thấy game hay quá hay luôn anh. Tuyệt vời. Thôi cái chuyện này để xong. Đừng giới thiệu game, lẹ vô lấy đồ, lấy đồ free cái vô, lấy cái đồ free cái tính thì tính rồi kêu lên nè. Vẽ đi phải lụm tiền không cần biết là cái gì hết. Nhậu vô cho quà là chơi, cho quà là bú chứ không gì trên đó. Rồi còn cái khu vực bên này chúng ta không có gì trên các bạn ơi. Khu vực bên này nó cho cái skin đồ này kia các kiểu đấy. Ha, thôi nói chung là cái này nó cũng chỉ là đi mua thôi mọi người. Mua mấy cây súng rồi sau đó là lấy cây súng đó đó. Hoặc là lấy những cái món đồ mà nó cho giống như cái key nè. Hồi nãy các bạn thấy đó khi mà việc verify xong đó nó cũng cho cái key để chúng ta có thể mở ra những cái skin của súng nha. Gọi là gì? Sơn súng. Này chắc cũng giống như hả lửa chùa hay sao đâu á. Giống quá trời giống rồi anh trai ơi. Còn phần bên này chúng ta sẽ có cái khu vực demo shooter rang ha. Demo các bạn ơi, vô demo. À rồi. Này các bạn biết nó là cái gì không? Nó là dụ dỗ chúng ta. Dụ dỗ chúng ta rõ ràng luôn nè, thấy không? Vô trong đây mới được cầm cái súng nó bắn, coi như là có một cái thể loại súng mình chưa có mở khóa ra. À thì vô trong đây chúng ta thử nghiệm coi súng nó như thế nào rồi mới mua. Không cũng hay. Không phải dụ, cái này xin lỗi các bạn, cái này là kiểu giống như là cho chơi miễn phí thử. Ê, cho vậy là nó có súng dài nè, rồi tới cái bên này là này chắc súng ngắn quá. Rồi tiếp theo là cận chiến nha các bạn. Chúng ta có đồ cận chiến nha. Rồi nói chung là cứ xài những cái gì mà xịn nhất thì xài thôi. Súng lửa. Súng lửa nha. Đó, súng lửa là nhị đó mọi người. Rồi nó có cái súng. Đúng rồi, súng này dạng súng ngắn nha các bạn. Rồi ok. Rồi nó có cái bài nha. Chém nè mày nè. Không nè. Ê, không. Mày.
Ủa, là tạch rồi đó hả anh? Là tạch xong rồi cái đầu của anh quay lên. À, mỗi lần anh tạch là cái đầu anh quay lên là con mắt anh ở dưới rồi cái hả, hai cái miệng anh ở trên. À vậy á ha. À vậy á ha. Rồi cái số 4 này là gì đây? À, hồi máu hả các bạn? Số 4 này là hồi máu. Thôi khoan các bạn ơi, lỡ rồi test thêm một số những cái súng khác. Test nhẹ thôi chứ không có gì đó. Rồi súng ngắn cái này nha. Rồi hả, xài tới cái món thứ hai. Ơ, xài đồ xịn. Rồi món này nè các bạn ơi. Rồi cái này là gì đây? Ê, gì á? Này gì ta? À, bơm đặc các bạn ơi. Cái này là thể loại bơm đặc nha. À, mày đâu rồi? Mày quỷ ôn kìa. Anh cậy, mày mày có leo gào đồ này kia các kiểu nha. Rồi bắn súng nè. Đó, vậy thôi. Rất là đơn giản rồi. Ở phía dưới này nó còn có một cái chữ nữa là chữ F. À, có nghĩa là như vậy nè các bạn. Khi mà các bạn đang có cái súng này, các bạn cầm súng đúng không? Các bạn nhấn chữ F nó sẽ chuyển qua vũ khí cận chiến và nó lại chuyển ngược lại cái súng cho các bạn liền. Cái này là sử dụng trong cái trường hợp giống như là các bạn đang bắn nó gì nè. Ồ, cái bắt đầu nó lại gần các bạn. Ví dụ thôi, bùm ví dụ thôi. Bắn gì nó lại gần các bạn, cái nhấn F lên cái bắt đầu quay lại bắn. Các bạn còn F lên các bạn lại bắn được. Ủa, mới trượt vậy ta? Rồi các bạn ơi, biết rồi. Mới ra coi lại phím tắt rồi. Các bạn nhấn nút Control ha. Đó là nó sẽ sai tới đó. Và bùm thấy là nó rất là nhanh nha các bạn. Gần như là hồi liên tục luôn đó. Và sai khá là ổn nha. Coi như là cơ chế game này theo cái kiểu gọi là đó, các bạn thấy không? Nó sẽ tạo ra được những cái gọi là cái tốc độ khi mà các bạn chơi game. Đó, thấy không? Đó, có nghĩa là không chỉ di chuyển bắn thông thường mà các bạn phải. Đó, thấy không? Có vẻ như gameplay này có vẻ như cũng khá ok rồi. Còn cái nút tiếp theo là nút G. Nút G. Rồi hiểu rồi các bạn. Khi các bạn đang sử dụng cái súng đúng không, và các bạn muốn đặt cái bơm á, mà nó chuyển lại cái súng liền á, các bạn nhấn nút G. Đó, à, thấy không? Nó vậy đó, nó vậy đó. Đó, à, thấy không? Nhưng mà cái này là có cooldown nha các bạn. Riêng cái trái bơm này là có cooldown nè. Các bạn thấy cái đồng hồ nó quay đó là nó có cooldown, chứ không phải là được đặt bơm liên tục. Đặt bơm liên tục thành game đặt bơm rồi, chứ còn game bắn súng gì nữa, đúng không? Game bắn súng là hả? Đó, à, lâu chuyển đổi qua bơm đồ này kia các kiểu. Đó, thì nói chung là nó sẽ có một cái khu vực giống như vậy để mà các bạn thử xong trước khi các bạn mua cái gì đó thì các bạn phải sợ. À, vậy ha. Thôi, giờ chúng ta ra ngoài đi mọi người. Ra ngoài đi, không cần nữa. Thôi, chọn đại đi. Nhấn nút M lì. Này đâu có hút máu đâu em. Em biết chỗ mua, em đâu có hút máu đâu. Rồi, vô đây. Thằng kia đâu? Mày đi đâu? Đi. À sao? Mày đâu? Mày ý trời. Ôi ơi, một phía một á. Tao chưa bắn nữa là sụm con bà nó gọi mày đặt hả? Một VS2. Tao cho mày một VS2. À. Không, nó lên giờ 11 rồi, thằng Khang nó lên giờ 11 á, tự tin. Mày tự tin với tao. À sao? Chỉ nó. Mày. Mày xử nó, vậy nó nhả vô cái đầu nó, bắn vô cái mỏ ác nó. Mày hả? Mày bơi vô đây. À, mày đâu Khang, mày bơi ra đây, mày đừng có trốn chạy nữa. Ê cái gì? À. Mày ra trước đi, nam với tính nữ. Mày ra trước solo với nó đi, không thôi nó nói hai thằng đấu một thằng vậy nó. Nó nói mình ăn gian, nó nói. Khang ơi. Khang à. Sao vậy em? Sao vậy kỳ quá vậy? Trời ơi, ê cái này tao livestream hả? Tao kéo mấy đứa kia vô chơi vô. Ê. Mày đâu rồi Khang? Em đâu rồi Khang? Ấy sai. Nhảy luôn mấy đứa. Thắng rồi. Mày biết thằng Khang nó hay đổ thừa, mày còn chơi ngay cái map mà nó không chịu chơi nữa. Thôi anh ơi. Đâu. Đâu không? Bắn có mấy cái là lăn ra rồi. Bắn có mấy cái. Đau quá. Không sao, anh mặt lén em nhá. Ê thằng Khang nó bắn lén tao vậy?
ai xa vì nó nằm với tinh nữ rồi, nằm với tinh nữ rồi, vì nó tất cả mọi thứ anh đều cầu em kìa. Anh nhìn cái mỏ ác của nó. Hay lắm em trai. Ê vui nha. Này tao thấy vui rồi đó. Tao ngủ đông nè. Bữa nào tao lại chim tao chơi cái này mới được. Đâu rồi. Ê coi chừng. Quỷ đó nó trội bơm đó. À xa. Đâu quá. Mày đi đâu vậy hả? Thôi hết đạn. Không cần, mình giải quyết hai thằng. Bây giờ là anh là hả tiêu diệt ba thằng rồi đó. Trời ơi ba mạng rồi đó. Trình độ nào chơi với anh? Chúa tể Free Fire. Mới chơi mà. Thằng nào mới chơi? Có thằng nào chơi rồi hả? Bộ con nào chơi rồi hả? Có thằng em. Có nghe anh cây chơi rồi. Có mỗi nghe anh cây chơi rồi mà chơi già. Nhường nó đi nằm với tính nữ rồi. Chứ mày giết thằng kia không lặt. Với lại thằng Khang hoài nó buồn. Nó nghĩ làm sao rồi, sao anh em chơi nữa. Rồi đàn giả bộ thua đi, giả bộ chết đi em. Anh ơi. À hai thằng đó yếu máu hết rồi. Anh bắn gần hết máu hết rồi. Nằm với tính nữ rồi. Không nãy bắn thằng em Khang. Anh bắn nó mà. Anh bắn với tính hết máu hết rồi. Yếu máu hết rồi, mỗi thằng còn viên đạn một à. Ừ, hết đạn nha rồi. Đúng rồi. Súng ngắn đâu, hết đạn thì súng ngắn đâu. Thấy không, nhường. Tất cả chỉ là nhường thôi. Nè, em bình tĩnh đi, hồi nãy em để nó dí anh. Phải đi chung với nhau, hàng đó đi chung với nhau. Ốp vô, từ bình tĩnh đi. À, Biếu. Ê! Từ. Tại sao nhường một lần thôi. Nam giới tính nữ đừng có nhường người ta hai lần như vậy. Em bị lát đúng không? Mày bị níu anh ơi. Đúng rồi, do máy nó bị níu. Do máy nó bị níu. Đang bị chỉnh dây sạc anh ơi. Ê, hai mày ăn gian, nó đang chỉnh cái dây sạc. Hai thằng mày không nghe hả? Nó đang chỉnh dây sạc. Bạn đang buồn trước. Ôi, nạp đạn chưa xong. Ở tầng trên luôn. Di chuyển nhiều lên. Trời ơi. Trời ơi. Nè, gà nhảy đi. Sỉ nhục đó em trai. Sỉ nhục vô mặt đó. Số... Bá đậu yêu chơi với hang này chán quá. Chắc nghỉ luôn đi chứ sao đi. Ủa bản đồ này rộng quá tụi bay. Ủa anh ơi mặt mặt rộng. Ê thằng quỷ Khang. À thấy xuống xịn nha em cây ơi. Chấp dầm thử bắn dở thì súng nó xịn cỡ nào cũng vậy à. Quỷ anh cây bắn. Ê này. Ê, cái map này lọt ra ngoài bản đồ được tụi mày ơi. Tụi mày nhảy ra ngoài kia là lọt là hả? Tắt thở, tét thở đó. Súng này tự am được, súng này tự am được. Anh buông. Yếu máu chị em trai, còn dám dí anh nữa không? Hay là để anh săn em chứ? Anh nó bị gì rồi? Thằng nó bị gì rồi? Anh không cần biết, anh chấp hai. Ok. Ôi, mặt lát. Lại còn mạng lát nữa. Mạng lát. Hồi nãy em nói mạng lát là mạng anh lát đúng không? Chuẩn rồi, hồi nãy do mạng anh lát, anh thua là do mạng anh lát. Đâu không? Đâu anh ơi, em thủ này. Trộn đi chứ sao. Ê thằng kia sao nó gì tuốt trên trời gì? Ủa sao nó tuốt trên trời vậy? Hắc hả mày? Mày hắc hả thằng quỷ? Ê nói thiệt, nó bắn ra nó bắn trên trời á. À nó có chỗ nhảy hả? À game này. Em không gần đâu, anh chấp hai thằng này được. Nãy em bị disconnect rồi. Anh chấp hai thằng này được. Nào xem gì. Đau quá. Bắn nè anh. Tiền mua súng cay quá. Anh đồng anh buồn thôi. Mày đợi đấy, lúc tao mày trở lại. Em coi màn là kèo hả, đỉnh cao nhất thế giới nè. Coi như là bây giờ là 4-0 đúng không? Chuẩn bị nè.
chuẩn bị đi, hai mày chuẩn bị đi. Bắn đi, bắn đi, mày bắn đã, mày bắn đã, mày bơi vô đây, mày bơi vô đây. Mày đâu rồi? Anh bùm chưa? Anh bùm chưa? Đâu, kiệt chứ. À, sao? Này. Tao đã trở lại. Trở lại rồi hả? Trở lại chi vậy? Anh thắng rồi, một mình anh dí hai thằng được mà. Coi nè, coi nè, coi nè. Coi, coi. Châm luôn hả? Ê! Mình là mình phải đi trốn. Mắc gì đâu trốn? Tại sao phải trốn? Ôi trời ơi! Tụi này chơi lũ đạn. Thấy không? Chơi lũ. Nó chơi lũ đạn luôn anh ơi. Đánh sao, đánh sao, đánh sao, đánh sao. Kê. Anh bùm. Anh bùm. Ôi ôi. Bedroom à bedroom. Chơi cho hết tất cả các map đi. Mày. Em nhìn là lú quá anh ơi. Lú thật cái chứ, tao còn chả biết tao ở đâu nữa. Map này là map hay sao vậy? Ê, mày chọi bơm tao thấy mày vậy đó. Mày chọi cái gì vậy? Anh ơi, chết không ui. Ui, anh ơi, thằng em cay. Cay luôn đấy. Em cay ơi. Tao yếu rồi, yếu lắm. Yếu à, bắn đi ơi. Ôi, anh ơi. Ơ, nhưng mà sao thằng em đây nó đạp nó cao. Tại vì súng nó xịn. Nó đụng lấy lầm tự ái của những cái thằng pay to win như anh này đó. Một trăm anh ơi. Ừ, đúng rồi. Nó một trăm này. Wow luôn, thua hồi wow luôn, chăng hồi à, xóa game quá. Phải chạy đâu? Cứu em. Trời ơi. Ừ, phải gì chứ. Quan sát đi, quan sát đi, nam với tính nữ. Em trời ơi, em đừng có chạy nữa. Bắn súng là đối kháng mà làm gì chạy vậy? Đi chung với em nãy giờ thua là tại đi chung với em đó. Yếu. Em cái yếu. Ê, thằng quỷ. Giao chiến rồi, giao chiến ở đâu vậy? Đơn giản, nãy giờ là anh thả. Dạ thả, hang đó rén rồi, nói tụi nó sợ hãi rồi đó, em yên tâm, tụi nó sợ rồi. Trong đầu tụi nó bắt đầu suy nghĩ tới cái chuyện làm sao để mà thua nhanh nhất có thể. NK cũng còn cỡ máu em à. Chó. Đừng có không gì hết, 5-4 là cái chắc chắn rồi, đừng có không. Rồi kiếm đường nào mà giả bộ đi, giống như là kiếm lý do trước đi hai đứa. Giống như lát hay là gì đó đó, nói đi, nói trước đi, kiếm lý do sẵn trong đầu này. Ờ, mạng yếu rồi này kia kiểu đó, kiếm lý do trước đi. Chứ hồi thua nó không... Ê! Thằng quỷ NK nó có nạp rồi. Thằng quỷ NK nó có nạp rồi, nó ghê lắm. Ê mà cái màn chơi này nó cũng ngắn, nó cũng dễ chơi ha. Nhưng mà map rộng gì nè, dễ hơn. Giống như một Valorant ấy anh. Đi mày. Ôi ơi, bắn lén. Lén, tao đứng trước mặt mày kêu bắn lén. Em bắt lẻ. Lại phải thứ hai. Hai sao? Giống nó bắn nhanh chứ không phải bắn lẻ. Nhạc bắn lén. Mày bắn lén đâu. Mày bắn lén à. Yếu rồi, anh ơi, yếu rồi. Nó đi luôn rồi, không phải nó yếu. Mày anh ơi. Nó đi luôn rồi, yếu cái gì. Chơi mấy cái map giống gì nè, mới thể hiện được đúng kỹ năng. Chứ cái map kia là nó hên xui quá, map kia nó. Ôi anh ơi, ôi đau quá. Mày chiến tranh lại nhở. Sao mà bắn nhau gần đi. Nhau đi. Chiến tranh lại đi. Ui, thằng em tên nó lộn đúng cái đầu. Em này không có đục tường, khó chịu. Anh bù. Ôi trời ơi, rồi 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 rồi
thằng NK AFK rồi. AFK rồi, cứ dí vô đi, cứ vô về nhà dí. Ê, nó không có AFK. Bật chết đi. Anh chỉnh cái xe anh chuột nhiêu đấy. Bắn ôi không. Ủa sao nó không có nạp đạn? Ồ cái này nó không tự nạp đạn mày ơi. Anh phải nhấn vào thì nó mới nạp đạn anh game, ơi. Gameplay này thì vậy là dở. Hết đạn thì nó tự nạp đạn chứ mắc cái gì hết đạn phải nhấn R nữa. Đây là Valorant. Đây là Clock. Thôi chết rồi. Tôi chết rồi. Này thì easy, này thì easy. Easy. Anh đâu có chỉnh cái gì đâu. Anh vào vô anh chơi luôn mà. Kiểu là anh phải để cái tốc độ lướt chuột nó nhanh lên đi. Chi vậy? Bắn lén thôi. Để cho bắn lén đâu. Ủa sao cái này nó lại, sao có lúc nó tự nạp đạn lúc nó không ta? Không hiểu nổi. Không biết như dấu máu rồi, tao hết máu. Phải rồi, mày yếu máu phải rồi, mày đối diện với anh sao mày chơi lại anh? Ôi anh toàn nút trên nhà anh bắn em ơi. Chị chứ NK nó trừ mặt ra hả? Ôi sao hay chứ gì nữa, không hay. Anh không hay ai hay. Nó ngộ. Chơi thật rồi. À chơi thật, nãy giờ chơi giả bộ hả? Nãy giờ chơi chấp hả? À chơi đớ hả? Trời ơi, cái này mắng chóc quá. Lẽ là cái nào con mất để đi mua cúng. Tao bắt lẹ. Không cần nạp robot đâu em. Xuống gì bình luận, xuống gì bình luận. Chết luôn à. Nhìn bình luận á, tiền nạp rồi. Ủa sao nó là đơn giản, nó mấy cái map như vậy nó mới thể hiện đúng kỹ năng. Nhưng anh vậy là con. Mày. Ê nó bên này. Trời ơi, thằng kia mày nghe tiếng súng mày không biết nó đâu. Trời ơi, nó còn kiếm nữa kìa. Trời ơi, nó còn đi kiếm nữa. Nó ngoài. Đúng rồi. Trời ơi. Anh ơi, cái này đâu phải là Valorant đâu mà em nghe được cái tiếng súng mà em đoán được nó. Được chứ, vẫn nghe được chứ. Ít nhiều thôi chứ có nghe được. Nó nấp rồi, nó sợ quá. Có gì đâu sợ. Kiệt ơi, ra đây nè, có gì đâu sợ em. Có gì đâu sợ, ba chuyện bình thường mà sợ gì không biết nữa. Trời ơi. Mày. Rồi xong rồi, xong ngã em tao rồi. Ê, đúng rồi, giả cho nó. Ê, thằng kia nó lên rồi. Không, này phải bắn quen từ từ á, nó mới vui chứ bây giờ còn bắn loạn xạ lắm, còn bắn gọi là anh không đi được mất này. Tôi nhìn được một đường mất. Ui, bắn nó. 100 máu thằng cái thằng nhìn đi. Yếu rồi. Mày bắn anh bụm. Tao hai lai luôn cho mày bắn bộ. Rồi. Cứ bình tĩnh đó, để đó cho anh. Hai thằng đó được, 20 thằng đó anh làm được mà. Em đi yếu nha. Yếu à? Anh vừa đúng thấy rồi, tao yếu mà. Em vừa thấy thằng em cây á. Đang chạy lên chỗ cây hả? Tao chỗ rồi, không biết đâu, để thằng em cây nó câu vợ. Nghĩa là tụi này nó đang bắn co phát cùng nhau anh ơi. Anh bùm đây là. Ốc súng lục ra. Súng lục ra. Anh bùm cây nha. Tao hài lại. Ê nó nghe nè, chắc cái này phải 2.4, 2.5 chứ gì, 2.2 gì, anh thấy không có cân kèo lắm. Ha. Có bộ như vậy nó hơi dễ quá với anh á. Trời ơi, này làm video gì được trời. Mày nhảy lên, mày nhảy lên. Kỹ cọt hả mày?
yếu. Yếu em cứu. Yếu thì cô vợ. Rất yếu rồi. Yếu không? Thì tao sạc luôn. Ăn răng mày luôn. Hello. Đen đi đầy cay. Ê, anh vừa thấy thằng ăn cay mà. Không, anh hạ nó luôn rồi chứ anh không có thấy nữa. Anh hạ nó luôn rồi. Anh cho nó bò thẳng vào nhà cái rồi, em chết rồi. Để đó anh. Làm cái kế đó gì tao. Làm cái thằng nhìn nó nhìn tao trên. Nó bị tao nhìn bị on trên. On trên. Chắc rồi. Cái đạn này ơi.